bạn thấy. Đã chốt được mức tăng 12,4% đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là kết quả đáng ghi nhận của cuộc họp kéo dài 5 tiếng khá căng thẳng diễn ra sáng nay giữa đại diện người lao động là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện doanh nghiệp là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Đây là sự đồng thuận đầu tiên sau hai buổi thảo luận bất thành trước đó. Nếu như ở hai phiên họp trước, đại diện doanh nghiệp và đại diện người lao động khăng khăng bảo lưu ý kiến của mình, thì đầu phiên họp sáng nay, cả hai phía đều nhượng bộ một phần để xích lại gần nhau hơn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã giảm mức tăng đề xuất từ 16,8% xuống còn 14,3%, trong khi VCCI chỉ nhích lên chút ít từ 10% lên 10,7%. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn khoảng cách khá xa đến gần 4% sau gần một buổi thảo luận căng thẳng. Phải đến sát giờ kết thúc phiên họp, ông Phạm Minh Huân, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia mới lên tiếng đề xuất mức tăng 12,4% ở chính giữa mức đề xuất của hai bên để cùng bỏ phiếu. Và kết quả là mức này đã được đồng thuận với 92% số phiếu. Đây là một cái phương án mà đã được các cái thành viên của hội đồng là đồng thuận cao nhất trong 3 năm qua. Phía Tổng Liên đoàn Lao động tạm hài lòng vì mức tăng đề xuất của năm 2016 đã đạt được bằng mức tăng của năm 2015 là từ 250.000 đến 400.000 đồng từ vùng 1 đến vùng 4. Nghĩ rằng là với cái mức mà hội đồng bỏ phiếu thì nó chênh nhận cái mỗi một vùng là khoảng 50.000, thì chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng bằng cái mức gọi là tuyệt đối của năm 2015. Chúng tôi nghĩ rằng là chắc chắn là giải thích với người lao động thì cũng có cái phần này cũng thể là người lao động cũng sẽ chia sẻ. Tuy nhiên, đại diện doanh nghiệp sử dụng lao động vẫn chưa thực sự thỏa mãn với kết quả đã được. Thì chúng tôi chưa thực sự thỏa mãn với kết quả này, mặc dù hội đồng đã thông qua. Bởi vì như chúng tôi đã thông tin, phân tích với các quý vị là trong thời gian qua thì doanh nghiệp đang còn rất nhiều khó khăn, và cái mức này thì thực tế mà nói thì đã vượt quá cái mức khả năng chi trả của doanh nghiệp. Theo tính toán, phương án tăng 12,4% lương tối thiểu vùng 2016 sẽ đáp ứng được 80% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Dự kiến vài ngày tới, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ trình Chính phủ họp thông qua mức đề xuất tăng đã được đồng thuận này trong tháng 9. Chúng ta có thể thấy ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia là như vậy. Còn những người lao động, những người trực tiếp chịu tác động từ việc tăng lương này như thế nào? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ sau đây. Con cái thì học hành thì nó cũng nhiều khoản, bây giờ thì nhiều khoản nó phải chi phí, mớ rau cũng phải tăng, mà gạo cũng tăng, cái gì cũng tăng, thì bây giờ nhà nước tăng lương cho chúng tôi thì là chúng tôi rất phấn khởi. Nếu nhà nước tăng lương ấy thì là tôi cũng sẽ đỡ thêm một ít tiền nhà cho tôi, thì tôi cũng đỡ chi tiêu nó ổn định hơn. Mình cũng rất là lo vì là sẽ có những cái khác sẽ tăng theo ấy, thì sợ lại còn hơn cả cái mức lương đã được ấy. Đối với những mình ở đây thì đủ, còn đối với những bạn như thuê nhà ở đây thì vẫn khá là vất vả. Mình vẫn chưa thấy ổn, với công nhân thì chưa được thỏa đáng lắm. Tạm thôi chứ chưa đủ, thì nói về chưa đủ, không có tích lũy. Nói chung là cũng gọi chưa đủ, tại vì bây giờ là mức sống là nó quá là giá cả đắt đỏ, làm sao có thể gọi là đủ được, nhưng mà cũng là để phần nào động viên người lao động.